Superhero Titan được diễn ra tại một trạm vũ trụ mang tên Agatha Pay của tổ chức Sword of Logos. Tại đây, kẻ giám hộ của nơi này, Abodius, đã phản bội và đánh bại tất cả những người canh giữ sách còn lại. Hắn đã có tất cả những quyển sách bao gồm cả câu chuyện của Kuro lẫn Super Sentai. Kéo Kuro Saber lẫn Zen Kaiser gặp nhau trong một câu chuyện thống nhất. Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa Zen Kaiser và Toma với tên Amadeus. Sức mạnh của hắn thật không phải dễ dàng mà đối phó, nhưng Kuro đời tiếp theo, Revive cùng Vi đã xuất hiện để ứng cứu. Họ đã dễ dàng đánh bại được tên này. Trước khi hắn biến mất hoàn toàn, hắn đã tập hợp tất cả sức mạnh còn sót lại từ những kẻ phản diện mà hắn ta kêu gọi tới và biến trở thành một con rồng khổng lồ. Không chịu thua, Toma với hình dạng X-Cross Saber cũng muốn viết ra kết thúc của câu chuyện này. Anh đã mượn phần sức mạnh của Zen Kaiser để hoàn thành quyển sách của mình, Super Hero Senki, biến nó thành một quyển Wonder Book. Được tạo hình dựa trên quyển Wonder Book Dragonic 9 nên nó sẽ mở ra những trang sách còn lại với biểu tượng của Zen Kaiser và Saber ở hình dạng hoàn toàn mới của anh, với tên gọi Super Hero Senki. Là tạo hình từ Dragonic 9 nhưng điểm tô màu của Zen Kaiser với bộ giáp đặc trưng của anh trên phần cơ thể của mình. Đôi mắt Saber từ đỏ đã chuyển hóa thành xanh dương. Sức mạnh của anh không thể hiện quá nhiều do anh nắm giữ sức mạnh mạnh nhất của cả hai dòng phim nổi tiếng là Kuro lẫn Super Sentai. Tất cả nguồn sức mạnh của anh thực hiện khi ra đòn kết liễu. Thậm chí chỉ với hình dạng như vậy, anh đã có thể ra một đòn cực mạnh để giáng một tên quái vật khổng lồ Modius. Đòn tất sát, anh sẽ tạo ra một sân vận động khổng lồ với biểu tượng Arcaranger cũng như là Kuro Ichigo. Hai nguồn sức mạnh này trộn lẫn thành quả cầu bảy sắc cầu vồng lao tới kẻ thù. Trong lúc này, Saber cũng tụ nguồn năng lượng bảy sắc vào thanh gươm của mình, ra một cái chém cực mạnh vào trực tiếp quả cầu, gia tăng sức mạnh quả cầu đến mức cực hạn và giáng nó vào người kẻ thù.